Mời quý thính giả nghe 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, chúng ta cùng nghe một số tiết mục hát chèo. Quý vị và các bạn thân mến, dòng sông bến nước Con Đò, đó là những kỷ niệm khó phai mờ trong tâm hồn mỗi người con xa quê hương. Bởi dòng sông yêu thương của quê hương không chỉ là nơi ta tắm mát, nơi ta hẹn hò, mà còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm thời ấu thơ, nơi chứng kiến những đổi thay của làng quê. Hầu như các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ hay các soạn giả chẳng mấy ai lại không dành một góc tâm hồn mình để viết về đề tài này. Tuy mỗi người một cách thể hiện, nhưng tất cả đều chung một nỗi niềm da diết nhớ về dòng sông quê. Chương trình hát chèo hôm nay xin được gửi tới quý thính giả một số tiết mục với chủ đề Dòng sông quê hương. Bao năm nơi chiến trường xa, trở về quê giữa mùa hoa cải ngồng, vàng ươm triền bãi bên sông. Vừa rồi là bài Bến Sông Xưa do soạn giả Khổng Minh Dụ soạn lời, nghệ sĩ Chu Cường hát theo điệu Sa Lệch Chênh. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp bài Trở Lại Sông Trà, soạn giả Vũ Đình Khải soạn lời do nghệ sĩ Minh Kết thể hiện theo điệu Luyện Năm Cung. Thank you.
Sau đây là bài Nhớ về một dòng sông do soạn giả Xuân Dinh soạn lời theo điệu Chinh Phụ, nghệ sĩ Tú Thanh Hải trình bày. Gặp lại em bên dòng sông Nhật Lệ, con đò xưa rẽ lối qua sông, bồng bềnh sóng trắng như bông, nước sông quê nhuộm trắng hồng ban mai. Bom thủ chặn lối tuyến Bắc vào Nam, ơi người em gái dũng cảm ngoan cường, chẳng quản bão giông ngàn cơn chớp giật, mái chèo cua nâng bước đoàn quân. Bàn tay gái đàm quê ta đó, bao lửa đêm đông lòng không sờn, bởi căm thù sói làng mỗi chuyến đưa quân sang, chiến thắng tới bản làng lại vọng về âm ý vang cùng ca nhạc anh chẳng hề dài. Tình em đất như lửa thì nơi đầu sóng Nhật Lệ sông quê đây Quảng Bình, ơi nước dòng sông xanh sắc nắng soi lung linh tràn chứa bao tình như dáng hình. Gọi dòng Nhật Lệ, thuở còn nhỏ đã nghe mẹ kể, ôi chặng đường khúc ruột miền Trung, gánh nặng đôi vai gian khổ khôn cùng, đất Quảng Bình đời ta từng gắn bó, trên sông gió thổi dòng sâu lắng, gặp lại thấy bao hòa điều vẫn còn đò năm xưa, cánh sóng bơi đu đưa, ánh mắt mong chờ quang cá hồng và ước mơ nghiêng nghiêng cánh én đôi bờ. Chẳng lòng còn nhớ cảnh cũ người xưa, bên sông Huế nhà khúc tâm tình và lời ca, con sóng tung muôn hoa Nhật Lệ hiền hòa, mai sáng ngời thiên lý công nhiều sao mặt đất anh nhớ.
Nghệ sĩ Tú Như Hoa sẽ gửi tới chúng ta bài Hát về dòng sông Hương do soạn giả Hồ Tăng Ấn soạn lời. Vẫn đó đi một dòng đi hướng sau mây.
cửa thuận thì ai sang đi. Dù ta chung đi chuyến chuyến đò đi ngang cũng về. Đi nhìn đi nhìn đi năm nghìn năm mì quê đi vẹn thâu mì thèn. Nghệ sĩ Minh Nguyệt sẽ hát tiếp bài Bên sông như Nguyệt do soạn giả Trần Minh soạn lời theo điệu Đường Trường Thu Không. Sông Cầu ơi, ai đặt tên sông là Như Nguyệt? Rào rạt đôi bờ ai viết những vần thơ? Có phải chăng từ những hạt phù sa sông tô điểm đất quê ta giàu đẹp? Bên sông Như Nguyệt thì xanh biếc áng mây, trời con đi đường rộng, con đi đường rộng nao nức bước chân đi vui. Thank you.
trình chúng ta cùng nghe bài Dòng sông quê hương do soạn giả Trần Văn Túc soạn lời, nghệ sĩ Tú Minh Phương và Túc nữ hát theo điệu Chức Cầm Hồi Văn. Chương trình hát chèo do biên tập viên Yến Oanh biên soạn. 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc. Thân ái, chào tạm biệt. Mời quý thính giả nghe 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, chúng ta cùng nghe một số tiết mục hát chèo. Em còn canh giữ biên cương nên chưa về được thăm trường thầy ơi. Ở nơi biên giới em vẫn thường
anh nghệ lính giữ trùng dương. Muốn lên là muốn đi lên biên giới, muốn tới công trường đi khắp mọi miền quê hương. Đi nói hương đi truyền đi thống những anh hùng đã chống giặc sông Lam sử vàng. Lên đường tiếp bước cha ông, trào dâng nỗi nhớ trong lòng, vội cầm bút viết mấy dòng về thăm. Về thăm đi trường đi thú nơi em thường học đi chữ học đi văn, biết bao điều mới là thăm đi thân. Bạn trai bạn gái đã từng ngồi dưới mái trường xưa, bao công thầy vất vả nắng mưa. Nơi cô đi cũng là nơi cô chứng chạc đi từ bấy. Thầy cô kính mến vui đón mừng hội lớn ngày hiến chương thư thăm cùng muôn nỗi nhớ. Vừa rồi là bài Lá thư viết vội, soạn giả Nguyễn Ngọc Sơn viết lời, nghệ sĩ Đăng Kiên và top 5 nữ trình bày theo điệu Lới Lơ. Nghệ sĩ ưu tú Minh Phương sẽ gửi tới chúng ta bài Nghe em hát khúc tương tư do soạn giả Nguyễn Trung Nhẫn viết lời theo điệu Du Xuân.
xây năm phim cùng đàn. Nay đò ngày xưa bên này cô ơi, ơi ơi à, để người sang một mình hỏi chúc sinh, chúc sinh chẳng mọc sân đình. Tiếp theo là bài Đảo của Anh do soạn giả Đỗ Tĩnh viết lời, nghệ sĩ Tú Thanh Hải trình bày theo điệu Chinh Phụ. Đảo của anh không buồn như thơ cổ, không hắt hiu những lúc chiều hôm. Con sông lăn tăn cánh buồm thấp thoáng, càng xa càng ngắm biển thăm yêu thương. Chỉ ước mơ em tới thăm đảo biết sẽ thấy trên ngôi sao màu ánh lửa áo thắm thắm màu mây trời, ánh mắt lời dáng hình non như sông thu thêm nét đẹp anh xa em ơi, hải đảo như nhà.
Nghệ sĩ Tú Minh Tâm sẽ hát tiếp bài Phong thư gửi anh chiến sĩ Trường Sa do soạn giả Phùng Nghĩa Núi viết lời theo điệu Đường Trường Bắn Thước. Chính là bài Tình quê gửi đảo do soạn giả Mai Nhân Hòa viết lời, nghệ sĩ ưu tú Hồng Ngát và Túc Nữ hát theo điệu Tò Vò. Chưa một lần em ra thăm đảo, chưa một lần nghe ngọn gió Trường Sa. Lá thư anh gửi quê nhà có hương vị biển làm quà tặng em. Thương nhau nhớ mãi đừng quên người em gái nhỏ từ miền quê xa. Niềm thương nỗi nhớ mặn mà gửi ra hải đảo. Gió đông về anh
Chúng ta vừa nghe chương trình Hát chèo do biên tập viên Yến Oanh biên soạn. 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc. Thân ái chào tạm biệt.